Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Đan Trường và đại gia Thủy Tiên đã chính thức ly hôn, đường ai nấy đi sau 8 năm chung sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 18 tháng 7 trên trang cá nhân của mình thì Thủy Tiên đã chia sẻ với công chúng cô và Đan Trường đã chính thức đường ai nấy đi. Cụ thể vấn đề này như thế nào, tại sao họ lại ly hôn? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video này của chúng tôi để chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ hơn quý vị nhé. Quý vị ơi, đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, chia sẻ video này giúp chúng tôi. Và đặc biệt là hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh. Đồng thời quý vị và các bạn có thể nhận được thông báo khi mà kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất được chúng tôi cập nhật và chắt lọc mỗi ngày để gửi tới quý vị và các bạn. Vâng ạ, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tại sao vợ chồng Đan Trường lại ly hôn và những vấn đề xoay quanh của hôn nhân đổ vỡ của họ quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Đan Trường đã ly hôn vợ đại gia Thủy Tiên sau 8 năm chung sống. Trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường vừa chính thức xác nhận anh và vợ đại gia đã ly hôn. Kèm theo đó thì nam ca sĩ chia sẻ lại bài viết của vợ. Đan Trường viết: "Chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này, mong mọi người hiểu." Trước đó ít phút trên trang cá nhân, Thủy Tiên viết rằng: "Phải nói 2021 là một năm có quá nhiều biến động và những sự việc đã xảy ra, khiến cho chúng tôi buộc phải thay đổi suy nghĩ và có cái nhìn khác đi về cuộc sống hiện tại. Thời điểm này thật khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng có thể làm thay đổi cuộc đời, nhưng cuối cùng Tiên vẫn chọn cách sống thật với cảm xúc và tình trạng thực tế của gia đình mình. Vì vậy, ngày hôm nay xin cho phép Tiên được thông báo đến các anh chị báo chí, bạn bè và các fan hâm mộ thân yêu về vấn đề ly hôn của Thủy Tiên và anh Đan Trường. Những năm qua, dù hoàn cảnh sống cách xa nhau về không gian, về thời gian, nhưng Tiên và anh Trường vẫn luôn cố gắng rất nhiều để có thể nuôi dưỡng tình cảm và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau tất cả những nỗ lực, Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai. Cứ càng cố gắng níu kéo, khi không có được tiếng nói chung trong cuộc sống vợ chồng thì không thể nào xây dựng được một mái ấm hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa. Tiên và anh Trường đã yêu thương chân thành, vượt qua nhiều thử thách để đến được với nhau và có được quả ngọt, đó chính là bé Martin Thiên Từ. Thiên Từ là cậu con trai mạnh mẽ và tự lập. Xung quanh con còn có sự quan tâm, yêu thương của mọi người, nên Tiên tin sau này Thiên Từ sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định này của Tiên và anh Trường. Cuối cùng, Tiên xin có vài lời gửi đến gia đình hai bên. Còn biết ba mẹ và gia đình đều yêu thương và mong muốn chúng con có thể sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, ba mẹ cũng biết rõ hoàn cảnh của chúng con, sự xa cách địa lý cho đến suy nghĩ đã khiến trái tim của chúng con cách xa nhau và không thể nào hàn gắn lại được. Khi sự cảm thông và chia sẻ không còn nữa thì giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Con vẫn luôn tin tưởng cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra và việc kết thúc một chặng đường đã qua sẽ là sự khởi đầu cho một hành trình mới trong cuộc sống. Vì thế, con xin lỗi và mong ba mẹ không quá buồn và bận tâm về chuyện của chúng con. Dù biết rằng đây là chuyện cá nhân của gia đình mình, nhưng vì anh Trường là người của công chúng nên Tiên chọn cách chia sẻ chân thành và trực tiếp một lần duy nhất. Tiên xin được cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm mà lắng nghe tâm sự của Tiên. Xin chúc cho mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị, chia sẻ với báo chí thì ông bầu Hoàng Tuấn, quản lý của ca sĩ Đan Trường cũng đã là người đồng hành cùng với cuộc hôn nhân này trong 8 năm vừa qua, cho biết rằng anh cũng như bao người chứ không biết nhiều về chuyện ly hôn của hai vợ chồng Đan Trường. Cả hai thuận tình ly hôn, không có chuyện mâu thuẫn, cạch mặt hay là đoạn tuyệt gì cả. Cả hai vẫn bình thường, dù dĩ nhiên không ai tránh khỏi là nỗi buồn ly hôn. Tôi không tiện hỏi về chuyện tài sản, nhưng Đan Trường và Thủy Tiên không có tranh chấp. Thiên Từ từ trước đến nay ở với mẹ thì vẫn vậy, anh nói. Thủy Tiên quen biết Đan Trường năm 2005 khi anh là người mẫu đại diện cho một hệ thống kinh doanh của cô. Năm 2011, Thủy Tiên gặp lại ca sĩ với tư cách là đối tác của công ty ông bầu Hoàng Tuấn cùng tổ chức một chuỗi sự kiện Idol Music Event. Ban đầu cô không nghĩ sẽ cưới nghệ sĩ, nhất là những người đang sống cách mình nửa vòng trái đất. Nhưng ấn tượng với cách anh cư xử với mọi người, đặc biệt là hành động cứu người khi đi diễn ở khu vui chơi Suối Tiên của Đan Trường, khắc sâu trong lòng Thủy Tiên.
Đan Trường công bố chuyện tình cảm cũng là lần Thủy Tiên mệt mỏi vì bị lượng fan khổng lồ của bạn trai bùa vây và phản đối. Tuy nhiên thì cặp đôi vẫn vượt qua mọi khó khăn và đến bên nhau, gắn bó 8 năm với nhiều khoảnh khắc rất là hạnh phúc cùng với bé trai thiên tử Kháu Khỉnh. Và ngày 18 tháng 7 năm 2021 đã đánh dấu một cột mốc được ai nấy đi sau khi cả hai tuyên bố ly hôn. Chúng ta có thể biết rằng là mối tình sóng gió với nhiều trái ngọt và chuyện ly hôn của vợ chồng Đan Trường như thế nào. Thưa quý vị, là như Thủy Tiên chia sẻ thì cô và Đan Trường đã yêu thương nhau rất chân thành, phải không ạ? Và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách để đến được với nhau. Và có quả ngọt đó chính là bé Martin Thiên Từ, nhưng hôn nhân của họ vẫn dừng lại vì những suy nghĩ khác biệt. Vì lý do tại sao mà họ chia tay nhau sau 8 năm chung sống hạnh phúc như vậy, chúng ta sẽ cùng phân tích và tìm hiểu trong video tiếp theo. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến giờ phút này thì chúng ta có thể hiểu rằng khoảng cách địa lý quá xa đã khiến cho mối quan hệ của họ rạn nứt và dần dần đi đến đổ vỡ. Tuy nhiên thì trong đó cũng có còn rất nhiều những lý do khác nhau, mặc dù là người trong cuộc chưa tiết lộ, tuy nhiên thì chúng ta phần nào cũng có thể đoán được, phải không ạ? Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video này giúp chúng tôi nhé. Và đặc biệt là hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh, cũng như là để cập nhật được những tin tức mới nhất từ kênh quý vị ạ. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.